chưa kịp làm vua, hoàng tử nhà Nguyễn đã chết vì dịch bệnh. Theo sách 9 đời chúa, 13 đời vua triều Nguyễn, trong số các hoàng tử nhà Nguyễn Phúc Cảnh chết bởi bệnh dịch khi chưa kịp làm vua. Mùa xuân năm Quý Sửu 1793, Nguyễn Phúc Cảnh được lập làm Đông Cung, Thái tử, nhưng người đời vẫn thường quen gọi là Hoàng tử Cảnh. Năm Tân Dậu 1801, lúc mới 21 tuổi, Nguyễn Phúc Cảnh mất vì bị bệnh đậu mùa. Qua đời khi 21 tuổi, Hoàng tử Cảnh để lại người vợ quá là Tống Thị Quyên và hai con trai còn nhỏ là Nguyễn Phúc Mỹ Đường và Nguyễn Phúc Mỹ Thùy. Sau khi Hoàng tử Cảnh qua đời, vua Gia Long buộc phải chọn người thay thế. Người được chọn là Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm, tức vua Minh Mạng sau này.